Từ rất lâu nay thì Campuchia đã là một đồng minh thân cận của Trung Quốc. Dù trong lịch sử thì đất nước này không có quá nhiều mối quan hệ với đại lục. Thế nhưng mà kể từ ngày ông Hun Sen lên nắm quyền tại xứ sở Chùa Tháp thì người đàn ông này đã thực hiện các chính sách gần gũi hơn với quốc gia anh cả của châu Á. Tất nhiên cũng chẳng có gì là ngẫu nhiên ở đây cả. Bản thân Trung Quốc cũng đã vạch ra một con đường rõ rệt với các quốc gia tại Đông Nam Á. Từ lâu thì đất nước tỷ dân luôn tìm cách kết thân với các quốc gia nhỏ bé mà bản thân không có nhiều sự tranh chấp địa chính trị làm bàn đạp cho mức độ ảnh hưởng của mình tại khu vực quan trọng này. Điều ấy kết hợp cùng với việc là người Hoa di dân đã kiểm soát nền kinh tế của một loạt những đất nước còn lại trong khối như là Thái Lan, Malaysia hay đáng kể nhất phải nhắc tới là Singapore thì coi như là bản đại kế hoạch ấy đang dần có những sự thành công nhất định. Thật đáng tiếc cho những đất nước tin vào những gì mà Bắc Kinh nói. Nếu nhìn vào quốc gia có lịch sử lâu đời làm hàng xóm của Trung Quốc như Việt Nam, thì có lẽ họ đã nhận ra được rất nhiều bài học về sự thâm hiểm của giới lãnh đạo Trung Hoa tự cổ chí kỷ. Và hiện nay thì Campuchia đang dần phải nhận những hậu quả nhãn tiền của chính sách thân Trung Quốc. Tôi là Củ Động, và ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này nha. Vài chục năm vừa qua, khu vực Đông Nam Á được xem là khu vực có sự gia tăng sức ảnh hưởng và sự cạnh tranh chiến lược mạnh mẽ của nhiều nước lớn trên thế giới. Nổi lên là sự gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc với chính sách đối ngoại, ngoại giao nước lớn là then chốt, ngoại giao láng giềng là quan trọng hàng đầu, ngoại giao với các nước đang phát triển là cơ sở nhằm duy trì vai trò và sức ảnh hưởng đến thế giới và khu vực. Nhìn lại lịch sử đối ngoại của Trung Quốc nói chung và chính sách đối ngoại với Campuchia nói riêng, qua nghiên cứu thì tôi thấy đối với nước nhỏ, điển hình như Campuchia, Trung Quốc luôn áp đặt quan hệ là nước lớn có tiềm lực kinh tế và sức ảnh hưởng mạnh trên thế giới để quan hệ với một nước nhỏ, lạc hậu, lệ thuộc nhiều vào bên ngoài nhằm tạo ra các lợi thế cho mình trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Quan trọng hơn cả là phải nhắc đến sự kiện mang tính bước ngoặt khi mà ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư từ Đại hội Đảng lần thứ 18 vào năm 2012. Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại và mang dấu ấn cá nhân của ông Tập Cận Bình với tên gọi là ngoại giao nước lớn. Người đàn ông gốc Bắc Kinh từng nói đầy chắc nịch như thế này: chỉ khi nào có chỗ đứng vững chắc tại khu vực Đông Nam Á thì Trung Quốc mới có thể mở rộng lợi ích chiến lược cũng như là tăng cường sức ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Điều đó cho thấy vị trí chiến lược quan trọng của Đông Nam Á đối với kế hoạch thực hiện giấc mộng Trung Hoa của Trung Quốc. Chủ trương và chính sách của Trung Quốc đối với ba nước Đông Dương là tạo ra nhiều nước riêng biệt, muốn phân hóa, chia rẽ những người yêu nước ở ba nước Đông Dương. Đó là một chính sách Đông Dương tiếp nối chính sách của các triều đại hoàng đế xưa kia, là một trong những chính sách nổi bật, đó là ý muốn, quan điểm, chia để trị. Đây là điểm mấu chốt mà Bắc Kinh bấu víu như là gốc rễ để rồi phát triển các cành nhánh. Và đặc điểm này rất nhanh chóng đã bị Việt Nam chúng ta nhìn ra bởi vì đã quá hiểu ông anh hàng xóm của mình rồi. Thế nhưng mà điều này chỉ có thể có được nhờ kinh nghiệm đúc rút qua cả ngàn năm. Vì thế mà không phải ai cũng nhìn nhận ra được. Và tiếc thay, hiện nay Campuchia lại đang gặp rắc rối trong vấn đề này. Chính sách của Trung Quốc đối với Campuchia từ năm 1993 đến nay không ngừng phát triển, thể hiện rõ nhất là từ năm 1997 trở lại đây. Đến năm 2006, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và sau đó 4 năm là vào năm 2010, thì đôi bên đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc trở thành người bạn lớn số 1 của Campuchia và Campuchia trở thành người bạn đáng tin cậy của Trung Quốc. Trung Quốc gia tăng các hoạt động hợp tác kinh tế với Campuchia trên các lĩnh vực là thương mại, đầu tư, viện trợ. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động kinh tế ở Campuchia đã giúp cho Trung Quốc có chỗ đứng vững chắc tại quốc gia này. Vậy sự hợp tác này được thể hiện rõ ràng qua những điểm nào? Câu trả lời không gì khác, ngoài những đại dự án chưa từng có trước đây tại xứ sở Chùa Tháp mà chính quyền nước này có mơ cũng chẳng tự thực hiện nổi. Đầu tiên, phải nhắc đến đường cao tốc Phnom Penh là Sihanouk Vinh, dự án xây dựng một con đường cao tốc nối liền với thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng là Sihanouk Vinh, giúp nâng cao khả năng kết nối giao thông trong Campuchia. Con đường mang tính chất là huyết mạch này có mức giá trị thi công lên tới 2 tỷ đô la. Kế đó là phải nhắc đến dự án xây dựng khu phức hợp là Darasakor, gồm cảng, sân bay và khu nghỉ dưỡng ở Campuchia. Ước tính tổng số tiền đầu tư cho dự án này lên tới là 3,8 tỷ đô la, với phần lớn số vốn đến từ các công ty của Trung Quốc. Đây dự kiến sẽ là đường băng dài nhất tại một sân bay Campuchia từ trước cho tới nay. Bên cạnh đó, thì sân bay này dự kiến sẽ sở hữu công suất khai thác tới 100 triệu lượt khách, gấp đôi công suất của sân bay Phnom Penh và gấp 40 lần lượt khách đến sân bay Sihanouk Vinh. Quan trọng không kém, ta chẳng thể quên được chính là dự án thủy điện Sê San Hai. Đây là dự án thủy điện khổng lồ do Trung Quốc đầu tư tại Campuchia với mục tiêu là sản xuất điện năng sạch và cung cấp vốn điện cho phát triển kinh tế và dân số địa phương.
Công trình xây dựng đập bắt đầu vào năm 2014, khánh thành vào tháng 9 năm 2017 với mức giá thành xây dựng lên tới là 800 triệu đô la. Đây là một trong những điểm nghẽn rất lớn giữa nước ta và Campuchia khi mà dự án này ngày càng phá hủy hạ nguồn của sông Mekong mà đồng bằng sông Cửu Long của nước ta đang phải gánh chịu. Vấn nạn hạn hán và xâm nhập nước biển ngày càng trầm trọng trong nhiều năm trở lại đây có nguyên nhân rất lớn đến từ đập thủy điện Sê San Hai, một chiêu bài ném đá giấu tay cực kỳ thâm hiểm từ Bắc Kinh mà chúng ta không thể làm gì hơn. Trên thực tế, thì quan hệ kinh tế thương mại của Trung Quốc, Campuchia đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho Campuchia. Thế nhưng cái mà họ ít quan tâm đó là ngoảnh lại, nhìn mặt trái của vấn đề. Một số nhà nghiên cứu quốc tế thực sự lo ngại cho Campuchia sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến tranh giành địa chính trị giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là mối lo ngại ngày càng gia tăng một cách cực kỳ rõ rệt khi mà chúng ta đang dần chứng kiến Campuchia trở thành con tốt trong tay Trung Quốc. Lẽ đương nhiên từ xưa đến nay là ngậm miệng ăn tiền, Campuchia đã đâm quá sâu vào cái bánh ngọt của Trung Quốc mang đến cho họ chục năm về trước. Phụ thuộc về kinh tế dẫn đến mất độc lập về chính trị, đó là hậu quả nhãn tiền do chính sách của Trung Quốc đem lại cho Campuchia. Vai trò của Campuchia sẽ hoàn toàn theo chiếc gậy điều khiển của Trung Quốc. Mặc dù Campuchia đã đạt được những lợi ích rất thực tế trong phát triển quan hệ với Trung Quốc, thế nhưng mặt khác thì chính sách của Trung Quốc cũng đã gây nên sự bất mãn của con người và xã hội Campuchia đối với Trung Quốc. Bởi vì giờ đây, Campuchia đã dần cảm thấy lạnh gáy khi chứng kiến chủ nợ lớn nhất của họ đã gây nên các ảnh hưởng xấu lên xứ sở chùa tháp. Cái giá mà Campuchia phải trả cho những hỗ trợ từ phía Trung Quốc cũng không hề nhỏ. Tương tự với Lào, thông qua các hoạt động đầu tư, thương mại, Trung Quốc sẽ gây sức ép, tác động nhằm chi phối chủ trương, quan điểm đối ngoại của Campuchia, dần dần đưa Campuchia vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc, buộc Campuchia điều chỉnh chính sách ngoại giao, cân nhắc những vấn đề khu vực và quốc tế mà Trung Quốc đang quan tâm, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Điển hình như vào năm 2012, Campuchia ngăn ASEAN ra thông báo chung về hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Do vậy, mà uy tín ngoại bang của Campuchia trong khối ASEAN nói riêng và trên trường quốc tế nói chung đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Tiếp theo là việc phụ thuộc quá mức vào nguồn vốn của Trung Quốc đặt Campuchia trước nguy cơ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Tính đến nửa đầu năm 2021, thì nợ nước ngoài của Campuchia đã đạt tới hơn 9,18 tỷ đô la. Trong đó, thì Trung Quốc chiếm tới 43,78% tổng số nợ. Đến năm 2021, số nợ nước ngoài đã chiếm tới 75% quy mô GDP của Campuchia, mà Trung Quốc thì lại là chủ nợ lớn nhất. Điều này là cơ sở cho Trung Quốc có thể gây áp lực đối với Campuchia cho thuê lại các cơ sở hạ tầng chiến lược để gán nợ trong trường hợp bị vỡ nợ. Như điều tương tự đã xảy ra với Sri Lanka, cơ sở hạ tầng hàng đầu mà Bắc Kinh nhắm tới không đâu khác là cảng nước sâu Sihanoukville, một cảng có vị trí chiến lược quan trọng. Nếu Trung Quốc có quyền kiểm soát hải cảng này và đưa lực lượng hải quân đến đây, thì có thể gây ra sức ảnh hưởng lên vịnh Thái Lan và eo biển Malacca, eo biển có hoạt động thương mại nhộn nhịp bậc nhất thế giới, trở thành đối trọng trực tiếp với Hoa Kỳ ở khu vực này. Và rộng hơn nữa, điều đó cũng sẽ gây ra không ít những lo ngại với an ninh, chủ quyền vùng biển phía nam của Việt Nam. Sự đầu tư ồ ạt kéo theo làn sóng di cư của người Hoa tới Campuchia dẫn đến những nguy cơ bất ổn về văn hóa xã hội. Dễ thấy nhất là ở tỉnh Sihanoukville của Campuchia, số lượng người Hoa ở đây là không nhỏ, với các hoạt động kinh tế chủ yếu là kinh doanh các sòng bạc, nhà hàng, khách sạn. Điều này một phần cũng đã giúp cho bộ mặt của thành phố này thay đổi theo hướng hiện đại hơn. Thế nhưng hiệu quả kinh tế đem lại lại chưa thật sự tương xứng. Hầu hết các hoạt động kinh doanh do người Trung Quốc làm chủ thì cũng sẽ thuê người Trung Quốc để làm việc, không góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho Campuchia. Tệ hơn nữa là điều này còn làm gia tăng các tệ nạn xã hội như là các vụ ẩu đả, xô xát hay buôn người, như là các vụ việc gần đây đã bị phát giác nhiều người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia và còn bị ép làm việc phi pháp trong các sòng bài. Không gian văn hóa của người Hoa cũng ngày càng được mở rộng, đặc biệt là ở vị trí địa chiến lược như là Sihanoukville, khiến cho giới quan sát không khỏi lo ngại. Các khoản đầu tư vào khai thác tài nguyên thiên nhiên với công nghệ lạc hậu, ô nhiễm với môi trường dẫn tới nguy cơ là Campuchia biến thành bãi rác công nghệ của Trung Quốc. Giờ đây, Campuchia đang dần phải trả những cái giá không hề rẻ cho niềm tin mù quáng của họ vào Trung Quốc. Còn Việt Nam của chúng ta lại càng quan ngại hơn khi mà ông bạn hàng xóm phía Tây Nam ngày một trở thành con nghiện phụ thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc. Còn các bạn thấy như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng nhau trò chuyện ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.